Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2004. Chúng ta tiếp tục học vào Kinh Pháp Cú. Đây là những đoạn kinh nằm ở trong cái phẩm Tâm Ý. Và chúng ta chọn ra ba cái bài kinh này. Và mình có một cái tiêu đề rất là dễ nhớ và dễ phân biệt để thực tập. Đó là khó chế phục tâm. Chắc các vị chép bài xong rồi ha. Tôi đọc lại. Tâm hoảng hốt dao động, khó hộ trì khó nhiếp, người trí làm tên thẳng, như thợ tên làm tên. Đoạn thứ hai là như cá quăng lên bờ, vất ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh, hải đoạn thế lực ma. Đoạn thứ ba là khó nắm giữ khinh động, theo các dục quay cuồng, lành thai điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Và chúng ta có một đại ý là cái khả năng của tâm ý là sao động bất an, khó hộ trì khó nhiếp phục. Chỉ có người trí mới có thể nhiếp phục được tâm và thành đạt quả vị an lạc. Đó là chúng ta có một cái đại ý về ba bài kinh Pháp Cú này. Thưa các vị, lưu ý đầu tiên là chúng ta dùng cái từ khả năng của tâm ý mà không phải là bản chất. Hai cái này nó rất là khác. Mình ví dụ như là nước biển mênh mông, cái bản chất của nó là yên bình, tĩnh tại, lặng lẽ và trong trẻo. Đó là bản chất. Nhưng mà cái khả năng của nó là trên cái bề mặt của biển thì nó tiếp xúc với gió, thì nó có sóng cuộn ba đào. Hoặc là nó tiếp xúc với những cái nguồn nước từ bên ngoài đổ vào thì nó bị đục, bị ô uế. Thì tâm chúng ta cũng như thế. Ở cái mặt cạn, đó là ý và thức, khi nó tiếp xúc với sáu tầng thì nó sao động, nó bất an, nó bồn chồn, nó buồn phiền vân vân. Nhưng mà tự trong cái chiều sâu nhất của tâm nó thì nó là yên bình tĩnh tại. Nó không hề có cái gọi là bất an, sao động, buồn phiền gì trong bản chất của nó cả. Nó chỉ là cái sự biểu hiện bên ngoài thôi. Thì ta gọi nó là cái khả năng biểu hiện. Và khả năng biểu hiện này nó vốn là cái giả, cái không thật, cái nó mới có mặt gần đây thôi. Còn tự thân nó, tức là tự bản chất của nó, thì không hề có những cái sao động bất an, buồn phiền gì cả. Đó là cái từ dùng mà chúng ta lưu ý. Và cũng trong cái đại ý này, các vị lưu ý là người có trí mới có thể nhiếp phục được tâm và thành đạt quả an lạc, nghĩa là con đường của Đức Phật trao cho chúng ta. Đành rằng nó có nhiều cái pháp môn được triển khai trong đạo Phật, chẳng hạn như niệm Phật, lễ bái, tụng chú, làm công tác từ thiện, vân vân. Nhưng mà đó là những cái nó biểu đạt bên ngoài, và nó là những con đường tương đối là hơi vòng, hơi đi vòng quanh. Con đường thẳng tắc và trực tiếp nhất phải là con đường điều phục bằng trí tuệ thôi, bằng cái kiến giải mà ta có thể đạt được an lạc, thành tựu an lạc. An lạc ở mức độ cạn, đó là an lạc của cuộc sống đời thường. Chẳng hạn như mình nếm được một chút hương vị của Pháp thì mình có thể làm cho cái đời sống gia đình của mình nó hạnh phúc hơn, nó có phẩm chất hơn, đời sống mình nó có nhiều niềm vui hơn. Nhưng mà thưa, những điều ấy vẫn còn là cái điều rất là cạn, chưa phải là cái điều mà Đức Bổn Sư muốn truyền đạt cho chúng ta. Và người có cái nhiệt tình tu tập, đi trên con đường tu là phải thành đạt được cái an lạc cuối cùng. Tức là cái an lạc gì ạ? Thưa, đó là chấm dứt cái con đường tử sinh mênh mang trong sáu nẻo luân hồi, thành tựu được quả an lạc niết bàn mới gọi là cái thành tựu cuối cùng của người tu chúng ta.
Và tôi nhắc lại một điều là cái con đường tâm linh, cái con đường tu tập này, nó không phải là cái con đường dành đặc quyền cho một số người tu, mà nó là cái con đường dành chung cho mọi người chúng ta. Ai có cái niềm khát khao vươn lên và muốn thành đạt được an lạc và muốn chấm dứt được cái con đường tử sinh thì chúng ta đều có khả năng như nhau cả, chứ không phải là con đường dành cho thầy tu hay là con đường dành cho nam giới. Tuy nhiên nam giới thì nó có những cái khó khăn, những cái hạn chế của nam, và nữ giới nó cũng có những cái khó khăn và hạn chế của nữ giới. Cũng như cư sĩ thì nó có những cái khó khăn của người cư sĩ, và tu sĩ thì nó có những cái khó khăn của tu sĩ. Nhưng mà ta nên nhớ một điều là con đường này là con đường dành cho người trí. Tất nhiên là chúng ta sẽ giải thích để các vị hiểu thêm một điều là thế nào là trí và thế nào là tri thức của thế gian. Hai cái này nó có những cái nét khác biệt với nhau. Và thưa đại chúng, là cái điều chúng ta chia sẻ đầu tiên đó là chúng ta nói đến duyên khởi những cái đoạn kinh pháp cú này. Chúng ta có thể có một cái tiêu chuẩn để làm việc về những bài kinh pháp cú là như thế này. Đầu tiên là mình nói đến những cái nguyên văn của nó, bản dịch. Và thứ hai là mình nói đến duyên khởi để có mặt những câu kinh này. Thứ ba là mình đi vào phần giảng giải. Và thứ tư là mình có thể tóm tắt lại cái bài kinh mình đã học. Và thưa đại chúng, là một bài kinh như thế này có thể chúng ta học ba hơn hoặc ít hơn, tùy cái mức độ nhiều chuyện của tôi mà nó kéo dài hay là nó thu ngắn. Các vị thông cảm. Có một điều chúng ta đi vào để cho các vị nắm được cái duyên khởi về kinh này là thế này. Vào cái mùa an cư năm đó, Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên Tinh Xá, và có 60 thầy tỳ kheo tới xin Đức Thế Tôn đề tài thiền quán để đi an cư một nơi. Và Thế Tôn cho cái đề tài thiền quán xong thì 60 vị tỳ kheo kia mới dẫn nhau đi tới một cái thôn trang xa phố thị. Nơi đó có cái tên là cái làng Matika. Và mẹ của vị trưởng làng là một người rất là thương quý thầy, quý sư cô và hết lòng hộ đạo. Cho nên bà hỏi là quý thầy đến đây cần gì. Quý thầy nói chúng tôi lãnh cái đề tài thiền quán từ Đức Đạo Sư, và cái yêu cầu là bây giờ có một cái tinh xá và được cúng dường tứ sự để cho chúng tôi có thể thực tập thiền quán trong mùa an cư. Bà nói ồ, điều này rất là dễ. Tôi coi các thầy như những người con của tôi, thôi thì các con hãy ở lại đây. Và bà xây dựng một cái tinh xá xong rồi mời quý thầy cư trú, và hứa rằng trong cái mùa an cư năm nay các thầy không phải bận tâm gì về ăn ở mặc bệnh. Và khi quý thầy họp lại ngày đầu tiên chuẩn bị cho cái sinh hoạt an cư thì quý thầy bàn với nhau là thí chủ này rất là tốt, chúng ta không thể thực tập lơ là để ngày tháng trôi qua phủ lòng của họ, cho nên mình phải hứa với nhau, nghĩa là ký một cái cam kết là trong mùa an cư này phải làm thế nào thành đạt được quả vị an lạc, tức là chứng thánh quả chứ không có tu lơ phất phơ. Và để làm được việc này thì chúng ta hẹn với nhau là trong một ngày chỉ có gặp nhau trong buổi trưa để trò chuyện mà thôi. Ngoài ra thì sáng lại thì mỗi người đi một hướng vào rừng để tọa thiền, để công phu. Sau giờ ăn cơm thì cũng chia nhau mỗi người một góc rừng và tu tập. Và hôm sau bà mang cơm đến và bà thỉnh tiếng chuông để mời các thầy ăn cơm, thì bà rất là ngạc nhiên, bà thấy sao? Một ông ở góc này, ông ở góc kia, ông ở góc nọ. Các bà nói chết rồi,
Hóa ra là mấy thầy không có hòa thuận nhau, mấy thầy gây gỗ với nhau, cho nên mỗi ông ở một góc thế à. Cái cách thầy giải thích nó giải thích không, không phải là tôi không hòa thuận, nhưng mà đó là cái cách để vận dụng toàn bộ cái thì giờ và năng lượng cho sự tu. Cho nên chúng tôi mỗi người tỏ thiền một cái không gian riêng. Mà nó ồ hay quá, xin quý thầy bài cho già này có thể tu được không? Các thầy nói pháp môn của Phật dạy người có nhiệt tình và nắm được pháp yếu của Phật thì có thể thực tập được và chứng từ sơ quả cho tới tứ quả, bà có thể thực tập được. Thế là các thầy trao cho bà cái đề tài thiền quán. Bà hỏi chứ thiền quán là sao? Các thầy nói đầu tiên bà phải nhìn cho được nè, tóc nè, răng nè, thân nè, thịt, tay chân, từng bộ phận là những cái bộ phận rời ráp lại để hình thành một cơ thể mà không hề có cái gì gọi là ta trong này cả. Đó là điều thứ nhất ở mặt cạn. Sâu hơn một chút là bà hãy nhìn cho rõ là những cái vui buồn của cảm thọ, những cái vận động của ý thức chảy miên man, và những cái tâm hành luôn di chuyển và xây dịch, và những cái tri giác, cái nhận thức của bà về hình sắc, về âm thanh, về mùi vị vân vân, đều không có cái là ta trong đó. Bản chất của ngũ uẩn này vốn là vô ngã, và khi bà quán chiếu được như thế thì bà thành tựu được quả an lạc, chứng thánh quả. Và bà nói ồ, già này có thể làm được việc đó. Thế là vừa nấu cơm cúng dường chư tăng, sắm xanh mùng mền vân vân tứ sự cúng dường, nhưng bà dành cái thì giờ rất là trọn vẹn và tinh cần tu tập cái pháp quán mà các vị tỳ kheo đã trao cho bà. Thế là cái nhiệt tình rất là lớn của bà cộng với cái phước duyên lâu ngày, cho nên bà lại chứng quả A Na Hàm trước các vị tỳ kheo kia. Tức là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, bốn quả. Nhưng mà bà đã leo đến quả thứ ba. Và thưa đại chúng là quả thứ ba mà ta đặt chân lên cũng có nghĩa là ta sẽ bước vào quả vị thứ tư được. Và khi bà chứng A Na Hàm rồi thì bà có tuệ nhãn, có thần thông. Bà mới dùng tuệ nhãn mà nhìn thử coi 60 vị tỳ kheo này có thể chứng quả trong đời này không, trong mùa an cư này không. Và bà dùng cái con mắt siêu nhiên thuần tịnh mà nhìn thì bà thấy là ồ, các thầy có thể chứng quả được với điều kiện là thức ăn phù hợp với cơ thể, cái mặt phù hợp với từng cơ thể, và những cái nhu cầu của các thầy được đáp ứng một cách sung túc thỏa ý. Các thầy trú ở trong an lạc của thân thì các thầy có thể hành thiền chứng được đạo. Thế là bà thay vì bà nấu những thức ăn rất là tổng hợp thì bà tùy theo cái nhu yếu của từng thầy. Thầy này già cần thức ăn mềm, thầy này trẻ thích món ăn cứng, vân vân. Và đem tới thì cúng dường từng thầy một. Quý thầy rất là an lạc. Và trong một mùa an cư 90 ngày đi ngang qua trong cái thôn trang Matika kia, 60 thầy đều chứng thánh quả hết. Và sau quảng cư thì họ giả từ bà, họ về lại thăm Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn thấy quý thầy về mặt mày sáng rỡ, Đức Phật hỏi chứ các thầy an cư có khỏe không, các thầy tu tập có tốt không. Quý thầy nói nhà bạch Đức Thế Tôn, chúng con tu rất là tốt. Hỏi điều gì làm nên cái sự an lạc cho quý thầy. Quý thầy nói nhà bạch Phật, cái bà thí chủ kia bà rất là tốt lành, bà cung cấp thức ăn từng chủng loại cho chúng con, chúng con rất là an lạc trong mùa ăn cư năm nay, cho nên chúng con đều thành đạt quả A-la-hán cả. Và Thế Tôn rất là khen cái sự tu hành của các thầy. Và trong lúc đó thì có một thầy là bạn của 60 thầy kia, ông nghe lõm bõm được chuyện đó, ông nói ồ, thế thì mình cũng có thể tới đó nhờ bà thí chủ kia nuôi mà có thể thành đạt được quả vị thánh quả trong hiện đời.
hỏi đường xong đâu đấy, cái thầy ta mang bác tới chỗ đó. Và khi bước vào tỉnh xá, thầy khởi một ý niệm là mình từ đường xa mới tới mà lại trễ buổi cơm trưa, không thể khất thực được. Chớ chi mà bà thí chủ đó có thể quét dọn tinh xá, sửa soạn giường ngủ tương tất, và cho mình một bát cháo vào buổi tối thì có lẽ là mình rất là khỏe khoắn để mình có thể thiền tọa được. Thì bà thí chủ Matika kia bả lại biết, cho nên bả cho người đi quét tinh xá vân vân và mang bát cháo tới. Cái ông hơi sợ rồi, chết, mình vừa suy nghĩ dường như bả biết. Thế hôm sau ông nói răng mình hơi đau, có lẽ nếu có một thức ăn mềm thì có thể là mình ăn nó dễ dàng hơn và mình sẽ thiền tập tốt hơn. Thì bà lại đem thức ăn mềm tới. Cái ông nói vậy là không được, mình chưa phải là thánh tăng. Cái ý nghĩ của mình thì khi nó nghĩ tốt, mà khi thì nó thầm lặng, nó đi, nó nghĩ xấu. Mà cái kiểu này thì bà thấy lòng mình hết trơn, mình nghĩ sao bà biết hết, thì mình đâu có thể sống ở đây được, thôi chạy chứ rồi. Thế là thầy ta quẩy y quẩy bác đi về Đức Thế Tôn, bà không dám ở nữa. Tại vì cái bà này ghê quá, bà nhìn thấy lòng mình. Tới chuyện về với Đức Thế Tôn, Thế Tôn hỏi nhé, sao thầy nói thầy đi nhập thất 3 tháng mà mới có 2 hôm thầy về là sao? Thầy tỳ kheo kia nói nhà bạch Đức Thế Tôn, con không thể sống với nó được. Nói sao vậy? Nói cái bà đó bà có tha tâm thông, bạch Phật, bà thấy con hết trơn à. Mà con thì tâm con nó vốn còn phàm phu, khi nó nghĩ thế này thì tốt, khi nó là vẫn đục nó ô uế thì con, bà cười con chết, cho nên không thể ở được. Thế Tôn nói, ồ, nơi ấy là nơi thuận lợi nhất để ông có thể thực hành thiền quán và tu tập. Ông hãy nhớ là phòng hộ ý của ông cẩn thận, ý ông vốn khó nhiếp phục, khó hộ trì, và nơi đó là cái cơ duyên tốt lành để ông có thể chứng được thánh quả, không nơi nào khác có điều kiện tốt hơn. Thế là thầy trở lại cái tinh xá đó. Và bây giờ là ông biết là mỗi một lần mình khởi cái ý là bà thấy, cho nên phải đề phòng cẩn thận, có phải vậy không? Và trong một thời gian rất là ngắn thì ông chứng được quả vị thánh, và ông có thể nhìn suốt được nhiều kiếp quá khứ. Và khi chứng được thánh quả thì ông nhìn thử coi mình có cái duyên gì mà cái người cái chủ này có thể yểm trợ mình để mình chứng thánh quả như vậy. Thì bà nhìn lui, thì thầy nhìn lui 99 kiếp, thầy thấy là cái bà này trước kia đã từng là vợ mình trong 99 kiếp mà đau khổ thai. Trong 99 kiếp, kiếp nào mà cũng hành hạ mình tả tơi á. Rõ ràng là quan gia nghiệp báo gì đấy. Thì lúc đấy thì bà thí chủ kia, bà ở nhà, bà cũng dùng tuệ giác, bà nhìn, bà biết vị tỳ kheo này đang nhìn lui quá khứ. Nhưng mà cái tuệ giác của bà thì sâu hơn, bà mới khởi tâm và nói rõ, ông nói thưa thầy, xin thầy nhìn tới kiếp 100, thầy sẽ thấy cái sự vụ rõ hơn. Ông mới vận dụng thiền định, ông nhìn lui tới kiếp 100 thì ông thấy là trong cái kiếp 100 kia mình đã hành hạ bả nè, quỷ nhục bả nè, đọa đài bả nè, làm cho bả tàn tạ vân vân, tức là đổ tất cả những cái nỗi sầu tư khổ lụy lên cuộc đời bả. Cho nên 99 kiếp sau thì bả là vợ của mình, nhưng đồng thời bả lại có người tình khác chứ không thương mình, rõ ràng là do mình gây nên. Và sau đó thì ngài vận dụng tuệ giác, ngài diệt sạch hết phiền não lậu hoặc và chứng được a la hán quả trong hiện đời. Và khi chứng a la hán quả xong rồi thì ngài nhập vô dư niết bàn. Và thưa đại chúng, ba cái đoạn kinh pháp cú này nó được có mặt từ duyên khởi của câu chuyện kia. Và qua câu chuyện thì chúng ta có vài điều chia sẻ là thế này. Điều thứ nhất là mình thấy rõ là cái năng lực tu nó quan trọng, chứ không phải là giai cấp tu sĩ, giai cấp cư sĩ, nữ hay nam gì cả.
Đó là điều thứ nhất chúng ta cần lưu ý. Cái điều thứ hai thưa đại chúng mình cần lưu ý nữa là ngày xưa các cư gia Phật tử yểm trợ cúng dường quý thầy, dường như nó thể hiện cái tinh thần chánh pháp nhiều hơn mình, có phải vậy không? Nghĩa là mình nên yểm trợ cúng dường vì cái sinh hoạt tập thể tăng già. Và đôi khi mình nhìn thấy là cái sinh hoạt của Phật giáo hiện tại nó đưa đến một cái tình trạng suy thoái vô cùng là do mình không có vận dụng cái tâm thương đạo giống như người xưa. Cho nên cái điều thứ hai mình lưu ý là mình thương đạo, mình quý trọng các thầy, thì nên đến với đạo, đến với các thầy bằng cái con đường của trí tuệ, mà không phải bằng cái con đường của cảm tính cá nhân. Thì cái điều đó là tuyệt vời nhất. Và thông thường thì chúng ta cứ đến với đạo hoặc thương với thầy bằng con đường cảm tính cá nhân thì rất ư là đổ vỡ. Tại sao? Tại vì nếu các Phật tử mà thương ông thầy kia mà cúng dường thầy kia thì một số Phật tử sẽ ganh tị là một nè, thị phi là hai nè. Cho nên cái con đường tốt lành nhất á là ví dụ như ta thương đạo, thương chùa thì hãy tập trung cái năng lực cúng dường, nuôi dưỡng, hộ trì Tam Bảo nơi một vị chủ trì của một tự viện là hay nhất. Rồi cái ông trụ trì kia, ông sẽ cúng dường lại đại chúng người A, người B, người C, người D khi đại chúng có một cái nhu cầu cần thiết, có phải vậy không? Mà Phật tử mình thì có khi lại không làm chuyện đó, thích ông thầy nào cái là cúng ông đó, mà cái nhu cầu của người ta có khi người ta không cần. Rồi cái điều gì xảy ra? Lời thật mất lòng, mình khước từ thì tội nghiệp, mà mình không khước từ thì mình biết để nó ở đâu. Cho nên rõ ràng là có những cái nhu cầu quý thầy không cần thiết thì các Phật tử đừng bao giờ cúng. Đó là cái cách mình hỗ trợ cho đạo Phật trong sáng là một, nuôi dưỡng cái tinh thần lục hòa của đạo bộ đại chúng là hai. Và nên nhớ trụ trì là trụ Như Lai gia, trì Như Lai tạng, phải không? Ở nhà của Đức Thế Tôn, giữ gìn gia nghiệp Đức Thế Tôn, trụ trì quyền quy nhất, có quyền thu nhận người vào, có quyền không cho vị thầy đó ở trong cái tập thể của tu viện, có quyền sắp xếp chương trình sinh hoạt tu học của nội tử. Và mình đừng nghĩ là ít phước đức nhân duyên mà có thể làm được trụ trì. Cho nên cái điều tôi nhắc ở đây là các Phật tử mà thương quý thầy, chẳng hạn như quý thầy, quý sư cô ở đây, thì tất cả những cái sinh hoạt mà mình muốn đóng góp nè, cúng dường nè, hỗ trợ nè, vân vân, thì mình nên thông qua thầy trụ trì. Và thầy trụ trì có quyền đón nhận tất cả cái đó rồi chuyển lại cho thầy này, cho cô kia, thì cái đó là hợp lý nhất và ta thương đạo nhất. Nên có cái tinh thần chung như thế, mà đừng đi vào cái con đường cảm tính riêng tư, tránh cái tình trạng thị phi cho thầy kia, thầy nọ, rất là tội nghiệp. Đôi khi ổng vì sợ mít lòng Phật tử, trong khi đó thì từ cái sợ mít lòng này nó lại sinh ra nhiều cái phiền phức khác. Và vô tình từ cái tâm thức trong sáng tốt lành của người hảo tâm xuất gia đi vào đạo ít lâu mới trở thành người tham, tham tiền, tham của, tham danh, rất là tội nghiệp. Và rõ ràng là cái suy thoái đạo Phật có mặt không phải do ông thầy nha, mà do các Phật tử. Rõ ràng là khi mình đến một cái chùa, mình có cảm tình với vị thầy kia, mà thấy ông ở trong chùa ông cứ phàn nàn là chỗ này khó chịu, ông thầy trụ trì này khó khăn, tôi muốn ở riêng cái nhà, tôi muốn có một cái cơ ngơi riêng. Thế thì năm ba người ta hợp nhau lại, ta mua cái nhà, cái ta giúp cho ông làm cái tịnh thất ở cho nó yên bề. Là vô tình mình làm gì? Là phá hòa hợp tăng già. Mà các vị nên nhớ một điều là nhất tăng nhất tự, thì cái điều kiện này nó làm cho cái đạo lực của mấy ông thầy suy thoái dần thôi à. Một mình tôi ở một nơi, tôi phải đối diện với
cơm ăn áo mặc, khách khứa vãng lai, rồi tiền bill hàng tháng, rồi tụng kinh tụng kệ, ma chay đối với Phật tử, rồi thì giờ đâu tôi tu, có phải vậy không? Trong khi đó thì 20 người trong một tự viện, các vị nghĩ là thầy này chịu trách nhiệm cái này, thầy kia chịu trách nhiệm cái kia, thầy nọ chịu trách nhiệm cái nọ. Rõ ràng là làm rất nhiều việc nhưng tự thân nuôi thầy có điều kiện để nuôi dưỡng cái đời sống tâm linh mình. Còn một thầy một tự viện rất là cực. Và hầu như một thầy một tự viện thì ta chỉ có làm mỗi một việc là đối phó với cái tình trạng giao tế cùng Phật tử mà thôi, mà không hề có một chút thì giờ nào để tu tập cái cá nhân cả. Mà thưa đại chúng, Phật tử hiện tại đến với chùa chiền, đến với các thầy đều bằng cái con đường của tình cảm mà không bằng con đường của trí. Và tình cảm thì thưa đại chúng là như trong chóng quay chiều, sáng nó quay hướng đông, chiều nó quay hướng tây, có phải vậy không? Ta nói một lời không có dè dúa họ thì họ bỏ ta đi, mà ta khéo chiều chuộng một lời, họ có cảm tình họ đến với ta. Cho nên là cái bản chất của ông thầy dần dần bị tiêu phất. Và cuối cùng thì chùa trở thành một cái nơi chốn rất là thị phi, rất là phiền phức. Và con đường này, thưa các vị, là nó không loại trừ ai cả. Cho dù thầy lớn ở trên đầu tôi cũng bị cái con đường này nó hấp dẫn mà đi lạc vào cái ngõ thế trần thôi, chứ không phải là những thầy nhỏ nhỏ cỡ tôi hay là thầy trụ trì đây thì có tôm tép gì đâu. Uy tín lớn hơn, địa vị lớn hơn, đạo đức khả kính hơn cũng bị cái con đường của vật chất lợi danh và phù hoa thế trần dắt dẫn. Dần dần cái phẩm chất của người tu dần dần bị bao mòn hồi nào mà mình không hay. Cho nên các vị là những người thương đạo, có trách nhiệm với sự tồn vong của đạo, các vị nên lưu ý. Ta đến với đạo bằng cái con đường của trí tuệ, ham tu. Và thưa đại chúng là ta chỉ có mỗi một đức bổn sư từ phụ. Hãy đặt hết niềm tin vào đức bổn sư từ phụ và dâng hiến cuộc đời mình cho cái sự tu tập, chứ không phải dâng hiến cuộc đời mình cho cái chuyện, cho những cái chuyện rất là thị phi. Và tôi nói điều này, chia sẻ điều này để các vị lưu ý là cái trách nhiệm tồn tại của đạo Phật mình có phần trong đó, chứ không phải do mấy ông thầy không. Ta thấy cái tình trạng đạo Phật mà suy thoái, thế hệ mai sau không có người kế thừa, mình cứ ngỡ là do mấy thầy không có cái nhiệt tình với Tam Bảo, không biết nuôi dưỡng và đào tạo. Thưa không, mình là những người Phật tử có ít nhiều trí tuệ, mình đóng góp một phần rất là quan trọng. Và các vị nhìn cái tình trạng chùa chiền tự viện thì các vị thấy là đang trên đà báo động, có phải vậy không? Rõ ràng là tự viện bây giờ rất là nhiều, nó bị quá tải. Nghĩa là cái tình trạng quá tải của tự viện. Ví dụ như một cái thành phố này, cái nhu yếu cần thiết thì chỉ cần một cái chùa là đủ. Nhưng mà rồi chúng ta lại thò tay vào, chúng ta chia rẽ cái sinh hoạt của Già Lam tự viện, làm cho nó mọc thêm 5-3 cái chùa khác. Và 5-3 cái chùa kia có mặt, có nghĩa là Phật tử bị phân hóa làm 5-3 nhóm. Đó là cái điều cản nhất. Cái điều thứ hai là trong những cái khu vực, trong cái sự phân hóa 5-3 nhóm đó thì nó có một cái sự thị phi, ganh tị, giành giật, vân vân và vân vân. Nó tan nát hết, trong nội bộ đạo Phật tan nát hết. Và cái điều kế tiếp nó quan trọng hơn nữa là thế này. Thưa các thầy, không có tuệ giác, không có điều kiện để tu học nâng cái tuệ giác là một.
cũng không có cái điều kiện để có thể nâng cái trình độ tri thức của mình để có thể sống được và tồn tại được trên cái xã hội Tây Phương, không thể hội nhập vào cái dòng chảy văn hóa của xã hội này. Cái năng lực không có, đâu có thể là dạy dỗ giáo hóa người Mỹ được. Cho nên chỉ có thể nói thuần một thứ tiếng Việt giỏm như tôi thôi. Và cái khả năng của mình chỉ truyền đạt được tiếng Việt, có nghĩa là mình chỉ làm việc và dạy dỗ được cái cộng đồng Phật tử ngang với mình và già hơn mình. Giới trẻ bây giờ thì nó nghe tiếng Việt như thế này nó làm sao hiểu? Nó đòi hỏi là mình phải nói tiếng Anh kia. Con em mình thế hệ thứ hai là nó đã 90% Mỹ rồi, có phải vậy không? Cháu mình thì nó sẽ Mỹ hoàn toàn. Và mình chỉ có khả năng sử dụng một thứ tiếng Việt không, mà mình không thể làm gì thêm được. Thì giờ anh đi học không có, anh phải tụng kinh, anh phải bái sám, anh phải trả tiền bill từng tháng, anh làm gì có thì giờ để nâng cấp cái trình độ tri thức anh lên. Những cái vấn đề học từ ngày xưa đem ra truyền đạt lại, trình bày lại là một cái ngôn ngữ thu thập từ thập kỷ 50 và 70. Đối với cái thế giới hiện tại, ta đã lỗi thời về cách trình bày. Cái khả năng truyền đạt Phật pháp của mình thấp vô cùng so với cái trình độ tri thức của Phật tử bây giờ người ta hiểu. Đừng nói cái chuyện các em bây giờ và người Mỹ, ta không thể làm ăn được gì hơn ngoài những cái cộng đồng già 60 tới 70. Thế thì mất một người do người đó ra đi về với đất thì ta lo sợ rồi. Cái danh sách xóa đi một người là xóa đi hết một cái phần đóng góp để trả tiền cho tự viện, có phải vậy không? Nhưng mà điều này thì còn chấp nhận được. Nếu có một cái con chiên nào nó lạc đàn, nó chạy qua đàn khác thì ta làm gì? Nổi khùng lên được hết chứ. Tại sao nó không ở chùa mình, nó lại chạy đi chùa khác? Và ngàn vạn cái điều thị phi tranh giành đấu đá với nhau, nào là bạch thư rơi, bạch thư rụng, bôi nhỏ với nhau giữa các thầy với các thầy, nó phát sinh từ cái điều kiện căn bản như thế. Trong khi xã hội mênh mông 50 tiểu bang của Mỹ rộng biết mấy, tại sao ta không có khả năng nâng cái trình độ tri thức mình lên để đem đạo Phật cắm rễ vào lòng người Hoa Kỳ? Và ta phải làm cho mình có khả năng thật giỏi để có thể đối kháng được với cái lực của Kitô giáo đang mở mang rất là rộng, đang có nhiều con đường hoằng pháp kia, mà mình lại chụm mỏ với nhau, thị phi bôi lọ, cùng là gà con một mẹ với nhau. Đây là điều rất là đau trong tự thân của đạo Phật. Mình đều có một phần trách nhiệm trong cái việc tồn vong của tương lai. Đạo Phật là như thế. Và tóm lại một điều, thưa đại chúng, là mình nên đến với đạo bằng con đường của trí, mà đừng bằng con đường của cảm tính. Thương quý thầy, nên thương bằng cái con đường của trí tuệ. Và nên nhìn cái sự nghiệp chung của đạo Phật, mà đừng nhìn cái rất là riêng tư lẻ tẻ. Và nên nhớ, cái địa vị tôn kính nhất của Già Lam xưa tới giờ vẫn là địa vị trụ trì. Ví dụ như ở trong đạo này, ở trong cái tự viện này, có một ông thầy lớn hơn trụ trì, giỏi hơn trụ trì. Tạm thời người đó là tôi đi, có thể tôi giỏi hơn một chút xíu gì đó, hay tôi lớn tuổi hạ hơn thì cái chắc. Nhưng mà nếu tôi và thường trú ở đây thì mọi cái đều phải thông qua thầy trụ trì mới đến với tôi, có phải vậy không? Các vị muốn thấy tội nghiệp quá, thấy nghèo khổ quá, có một cái y đắp trên người lủng lẳng 10 năm không đổi thay, muốn cúng dường mình một cái y thì xin thưa ông trụ trì trước. Đó là mình dùng cái ví dụ để các vị thấy là trụ Như Lai gia, trì Như Lai tạng, trách nhiệm rất là quan trọng. Mình phải đặt cái sự tôn kính trọn vẹn, quý mến trọn vẹn, và có thế thì Già Lam mới ổn định, ta mới chỉnh trang được cái sinh hoạt tu học từ nội bộ đi ra ngoài, và làm cái chỗ nương cho chính mình tu tập và chỗ nương cho bao người. Đó là cái điều đầu tiên ta chia sẻ để các vị lưu ý.
Tất nhiên là mấy ông thầy lâu lâu ghé một lần dạy, nói nghe cho hay, cỡ như tôi. Không phải là người cực nhọc, không có nghĩa lý gì cả, và không có gì để đáng để thương cả. Mà thương là thương người trụ ở nơi này. Lâu lâu tôi tới, tôi giống như là con gà lôi xè đuôi ra múa một vòng cho thiên hạ mê chơi rồi tôi đi mất. Có phải vậy không? Cái người quan trọng chịu đấm ăn xôi khổ cực trăm điều là cái người ở nơi đây. Và nhắc lại một lần cho các vị nhớ là không phải ta dễ kiếm ra một ông trụ trì giảng dạy đi cùng nơi khắp chốn rất là dễ tìm. Nhưng mà cái người trụ lại nơi này, lấy nơi này làm quê hương và thể hiện cái năng lực tu hành của mình để cho già lam ấm cúng cho Phật tử tự nương thương, khó lắm đó, không dễ tìm ra đâu. Cho nên tôi nhắc điều này để cho các vị trân trọng và biết nuôi dưỡng để bảo trì cho tam bảo trường tồn. Thưa đại chúng, là đi vào nội dung của cái bài kinh này, chúng ta sẽ có 4 phần để chia sẻ với nhau. Tôi nói trước cho chắc ăn cho đéo thôi, mình đi vòng quanh rồi nó lạc đường. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ chia sẻ về cái con đường quen của ý. Và phần thứ hai, chúng ta sẽ nói về cái thức ăn của ý. Thưa phần thứ ba, chúng ta sẽ bàn về cái sức mạnh của dục. Và phần thứ tư cuối cùng thì chúng ta sẽ nói về cái con đường thực tập. Tất nhiên là trong mỗi một phần như thế này, khi chia sẻ và mở rộng thì chúng ta sẽ nói về cái phương pháp thực tập. Đầu tiên chúng ta đi vào cái phần rất là quan trọng, đó là chúng ta nói đến cái con đường quen của ý thức. Các vị đọc vào cái bài kệ thứ nhất của Kinh Pháp Cú có 2 câu đầu là tâm quả hố dao động, khó hộ trì khó nhiếp. Và mình lưu ý là điều thứ nhất là cái khả năng của nó. Và nếu mà các vị có một cái công phu quán chiếu thì các vị thấy nó có những cái khả năng. Điều thứ nhất là nó luôn hướng ngoại. Điều thứ hai là nó luôn lừa gạt. Và điều thứ ba là nó thầm lặng lén lút và nó mời gọi những bất an đến với nó. Chứ chi nó thầm lặng, nó lén lút mà nó mời gọi cái niềm an lạc đến thì mình cũng tha được. Nhưng mà các vị nhớ là ý thức của mình nó lén lén nó đi, mà nó đi về những cái xó xỉnh, nó lục lọi những cái niềm đau nỗi buồn mà mình cất chứa nên nó rất là lâu, nó đem ra nó hành hạ mình. Tất nhiên là cái điều đầu tiên chúng ta lưu ý là nó luôn hướng ngoại tìm cầu, chạy rong. Và hầu như ta không có khả năng dừng tâm mình lại ngay nơi đây và giờ phút này. Có một cái chút rảnh rang nào, tâm hồn thư thái, thì nó một là nó chạy theo những cái dự án nó đặt ra, nó đi về phía trước. Bằng không có những cái dự án đặt ra để nó chạy về phía trước thì nó luôn chạy lui về phía sau để lục lạo trong cái kho tàng ký ức của nó. Và chưa bao giờ nó chịu dừng lại ngay nơi đây và giờ phút này. Cái nguyên tắc của người tu chúng ta là làm thế nào mời gọi tâm về trụ lại trong thân. Nhưng mà các vị thử để ý coi là các vị kéo nó về lại nơi thân được chừng bao nhiêu phút? Nhiều lắm là 2 phút thôi là nó bắt đầu nó đi ra rồi.
và nó len lén nó đi không hề có một cái tín hiệu nào báo cho ta biết cả. Và tới chừng mình phát giác ra thì nó đã đi tới ngút ngàn xa rồi. Mình đang ngồi đây, đang ở đây, đang ở trong pháp đường và học kinh pháp cú, nhưng mà nó len lén nó về nhà hồi nào không hay. Và nó có thể một nháy mắt là nó chạy một cái vèo nửa vòng ra đất bên kia, chứ không phải là về nhà thôi. Rất là nhại. Ví như mà ta đã từng có một cái hình ảnh nào về sao quả sao kim phía xa, thì trong một nháy mắt thôi là nó thấy hình ảnh sao quả sao kim trên cái mặt địa cầu lon lỗ, những cái vùng đen, những cái vùng sáng, những vùng núi đồi vân vân, nó đều thấy nữa. Tức là nó xa vô cùng, bén nhạy vô cùng. Đó là điều thứ nhất, nó luôn hướng ngoại. Thưa đại chúng, và điều thứ hai là nó luôn lừa gạt mình. Nó lừa gạt bằng cách gì ạ? Các vị còn nhớ tâm được người ta ví như đó là một con khỉ sao? Và nếu mình có dịp đọc vào Tây Du Ký, mình nhớ có một đoạn Tôn Hành Giả bị Đường Tăng chán quá, ăn quậy quá, cho nên Đường Tăng đuổi cổ về, thông đi về qua Quả Sơn và không cần đi thỉnh kinh theo ta nữa. Cái anh ta tiêu nghĩu, anh ta vội vàng cân đổ vân về qua Quả Sơn. Và khi vừa đáp xuống qua Quả Sơn thì một điều rất là kinh ngạc, anh thấy, ủa, ở đây cũng có Đường Tăng, cũng có Tôn Hành Giả, cũng có Chư Bát Giới và Ngộ Năng nữa. Ủa, ở đâu mà ra cái kiểu này? Ta thì Tôn Hành Giả đây mà lại thêm có một tên Tôn Hành Giả nữa à? Hỏi chứ mi là ai mà giả hình ta? Thì cái tên kia nó cũng sĩ mặt, mi là ai mà giả hình ta? Rõ ràng là mình vừa Tôn Hành Giả thiệt cất một lời, thì tên kia nó cất một lời không trễ hơn một tiếng nào hết, giống như là hai cái miệng cùng nói một lời. Và không ai phân định được thế nào là Tôn Hành Giả thiệt và tên nào là Tôn Hành Giả giả cả. Dẫn đến ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài có con đề thính, tức là cái con ngài cởi màu xanh xanh đó. Con đề thính đặc biệt là nó có thể ngửi đất thì nó biết được là tên nào thiệt, tên nào giả, tên nào yêu quái, tên nào Bồ Tát, tên nào vân vân. Nó cắm mũi nó ngửi rồi nó không dám nói, tại vì nói thì cũng không phân định được ai là giả ai là thiệt, và có thể là chuốc oán hờn bị con khỉ kia đập chết. Và hai cái tên Tôn Hành Giả này nó ngang tài ngang sức, nó cùng sử dụng thiết bản như nhau, và nó đánh tối tâm đất trời, từ dưới mặt đất cho tới thiên cung, ra tới biển Nam Hải, Quan Âm cũng không biết tên nào hành giả thiệt, tên nào hành giả giả. Dẫn nhau tới Đức Như Lai. Đức Phật nói: Tôn Ngộ Không, ngươi có nhớ ngày xưa ngươi ở qua Quả Sơn, ngươi chiêu tập loài khỉ về, ngươi dạy cho một con khỉ có 6 lỗ tai, nó có 72 phép biến hóa như ngươi, thì nghe hai tên Tôn Giả dạ đúng, con nhớ, con có dạy cho tên 6 lỗ tai. Thì cuối cùng là 500 La Hán, 7000 Đế Thích gì cũng không biết ông nào là hành giả thiệt, ông nào hành giả giả, tại nó cùng nói một lượt kia mà. Và Như Lai mỉm cười đưa bình bát ra, thì cái tôn hành giả giả nó mới bị thu vô cái bình bát. Giống như các vị chưa có coi Thầy Thiên Đại Thánh nên tôi kể cho các vị ngẩn ngơ. Tất nhiên đây là một câu chuyện vui, nhưng cái đạo lý nằm ở bên trong này, thưa đại chúng, là cái khả năng lừa gạt của ý mình nó kinh khiếp. Bén một cái là nó nhảy từ ở dưới lòng biển khơi lên tới cõi thiên đường, có phải vậy không? Mình chớp một con mắt là từ đây mình đã về đến Việt Nam rồi. Rõ ràng là nó rất là kỳ diệu, và cái khả năng lừa gạt của nó cũng phi thường. Cái chuyện có nó dệt ra không, cái chuyện không nó làm thành có. Nó đỏ đài, nó hành hạ mình. Rõ ràng là rất là dễ. Mình chỉ cần nhìn thấy ông chồng mình đứng ở ngoài mà cười với ai một cái là mình đã khốn đốn rồi, rớt tim rồi. Nhưng mà điều đó chưa, đó mới chỉ là Tôn Hành Giả giả, Tôn Hành Giả thiệt thôi.
Và khi thấy người ta cười ngang cái còi xe mà kia bóp cái pin nữa, là mình nói rồi, có ám hiệu. Và tối đó rủi ro là ổng mắc hẹn hò với bạn hay với ai đó mà đi uống rượu, về trễ một chút là rồi. Hồi chiều tôi thấy ông cười với người đó, xe bóp còi, hẹn nhau là canh một đi. Và rõ ràng là trong một cái giả của ý thức nó lừa gạt, ta lại cộng thêm những cái tư duy của mình để làm gì? Để tự hành hạ, để tự đỏ đài mình. Ví dụ như cái niệm gan của mình có một chút xíu thôi, như cái que diêm thôi, là những cái hiện tượng bên ngoài có cái gì trùng hợp là mình đốt lên để nó cháy thành đống lửa. Và cháy thành đống lửa để làm gì? Để đài đỏ mình, chứ để làm gì đâu, có phải vậy không? Rõ ràng là không có ai khờ dại với con người cả. Nghĩa là tự mình làm cho cái bóng mờ của tôn hành giả có mặt. Rồi bên cạnh cái tôn hành giả lừa gạt, ta lại làm thêm một cái tên tôn hành giả giả nữa. Nghĩa là cái khả năng lừa gạt của nó lớn vô cùng. Và cái điều lạ lùng là thế này, là tất cả những cái mà nó làm mình sầu đau, khổ lụy, bất an, rai rứt, vân vân, mình thấy nó là thiệt, có phải vậy không? Khi nào nỗi khổ tới thì các vị thấy nỗi khổ này là thiệt chứ không thể là giả bao giờ. Nhưng mà khi có một cái hạnh phúc nào tình cờ nó đến thì các vị hồ nghi, không biết có phải hạnh phúc thiệt không. Bất ngờ mình, ví dụ như bất ngờ mình được một cái của quý, cái mình nó không biết đây là thiệt hay mơ. Cái cuộc đời trao cho mình, bất ngờ mình có một người thương rất là dễ thương, rất là xứng đáng, cái mình cũng đắn đo không biết cái này thiệt hay mơ. Rõ ràng là tâm thức của chúng ta nó có cái điều kỳ diệu là nó lừa gạt mình đi vào những ngõ ngách trong gai. Và để tự đài đỏ chính mình, đó là cái ý thứ hai mà ta chia sẻ. Ý thứ ba, thưa đại chúng, là nó thầm lặng, nó lén lút và nó luôn luôn mời gọi những cái niệm bất an đến với mình. Các vị chiêm nghiệm một đời, các vị thấy rất là rõ điều này. Bao giờ cũng thế, nó lặng lẽ ra đi. Và Đức Thế Tôn ví dụ tâm ta như một loại ruồi xanh, nơi nào ô uế thì ruồi nó ghé. Cũng thế, nơi nào mà có thể mời gọi lo âu, phiền muộn, bất an, vân vân, thì ý thức mình hay đi về cái nẻo đó. Nếu có một ngày mưa dầm nào đó, trời đất âm u buồn, mình không thể đi đâu được, bạn bè không thể dẫn nhau đi shopping được để mua để sắm, và không thể dẫn nhau đi ăn bò bảy món được, thế thì cái việc mình làm đó là mình lục lọi trong cái kho tàng ký ức của mình những cái điều sầu đau, phiền não, vân vân đã chất chứa, phơi nó ra để gặm nhấm những nỗi niềm buồn thảm của cuộc đời. Và tâm thức mình đó là cái con đường quen, cái khả năng của ý là như thế. Không biết cái điều này tôi nói có vu khống các vị hay không, xin lỗi nha, nếu có điều gì tôi nói trật xin lỗi. Thưa, cái lừa gạt, cái chuyển hạng này nó còn một điều mà các vị cũng lưu ý nữa. Ví dụ như mình phát cái tâm lành, muốn làm một cái thiện nghiệp nào đó, cái nó lừa gạt, nó nói vội chi, cái chuyện đó còn lâu, tu là chuyện cả đời chứ đâu phải tu một ngày một bữa thành Phật đâu mà vội vàng chi tu. Rõ ràng là nó luôn chuyển hạng những cái hướng tiêu cực để cho mình dừng lại. Nhưng mà những cái hướng mà, xin lỗi, nó luôn chuyển hạn những cái hướng tích cực, ham tu nó khuyên nhủ nó đừng vội gì. Tu cả đời chứ có phải 4 giờ khuya mỗi đêm mỗi thức mà thành Phật đâu mà vội. Bữa nay mệt mai thức cũng được, bữa nay quể quải quá thôi Chủ nhật tuần sau đi chùa. Có chuyện học kinh pháp cú ông dạy dây dưa hoài bắt mệt thôi thì lần sau học cũng được, không quan trọng. Ví dụ như thế. Nhưng mà cái chuyện rất ư là tiêu cực thì nó làm liền, nó không có chuyển hạn. Ví dụ như là cái chuyện mà đi lát đi gác,
Người ta chỉ cần gợi ý rủ mình một tiếng là mình ok ngay, không cần đợi tới ngày mai. Và gật đầu xong rồi còn gọi điện thoại nhắc nhở là phải làm sao đúng hẹn ngày đó phải đi, vân vân. Và thưa đại chúng là cái điều này nó có mặt trong cuộc sống đời thường của ta từng ngày từng ngày. Và các vị lưu ý là cái khả năng lừa gạt triển hạn của nó là cái gì rất là thật chứ không hề dối láo. Cái tuổi trẻ thì họ có cái niềm vui của tương lai, hầu như từ 30 tuổi trở lui cuộc đời của hắn là ở phía trước. Có thể 40 cũng còn như thế, nhưng mà 50 đổ về sau rồi thì ta hay lui về những quá khứ và kỷ niệm. Và các vị đến những ông già, các vị nghe họ nói chuyện thì các vị biết ngay à, những cái niềm tự hào của quá khứ, ta đã từng thế này, ta đã từng thế kia. Và nếu có kể ra điều gì thì toàn là kể cho con cháu những cái điều của quá khứ. Và hầu như chưa có một người già nào bằng lòng với đời sống hiện tại. Có một cặp vợ chồng kia già rồi dẫn nhau qua ba đi chơi. Ông chồng nói, bà thấy không, cái tuổi trẻ bây giờ nó là sao á, cái phong cách ăn của nó cũng không ra chi, cái cách nó thưởng lãm về âm nhạc cũng không bằng mình, cái cách nó vào quán nó uống rượu ở quận 11 nó cũng không giống mình ngày xưa, rất là tệ, nó không có lịch sự, không có đàng hoàng, không có phong cách gì cả. Bà vợ nói, ông thấy thì sao chứ tôi thấy nó giống y ông hồi còn trẻ. Nó cũng đam mê, nó cũng quay cuồng, và nó cũng không khác gì ông cả. Và điều này thưa rất là rõ, có những người già tâm thức họ luôn đi về quá khứ và bao không bao giờ sống ở hiện tại. Và đó là cái điều rất là rõ ràng trong cái khả năng của ý thức. Thưa điều thứ hai chúng ta chia sẻ là chỉ có người trí mới có thể điều phục được tâm. Điều thứ nhất mình lưu ý vậy. Cái mà ta gọi là người trí ở trong đạo đó là cái khả năng tuệ giác. Và nó khác biệt với tri thức của thế gian. Hai cái khác biệt này nó khác biệt ngay từ cái căn bản. Ví dụ như tri thức của thế gian là một cái quá trình tích tụ, cất chứa kinh nghiệm, nó hình thành. Và tự thân của cái quá trình mà chất chứa kinh nghiệm, tích góp kinh nghiệm, dần dần để hình thành cái gọi là cái tính cách, cái gọi là cái bản chất, cái tri thức vân vân, nó mang cái sức nặng của sự của cái tải trọng cất chứa. Và đôi khi tri thức thế gian ta nhiều nó cũng là một loại trở ngại đạo. Thưa tại sao không có một cái anh tri thức nào mà không có ít nhiều cái kiêu ngạo, cái tự hào về cái khả năng cất chứa và cái kho tàng tri thức của mình cả. Đó là cái điều thứ nhất. Và do vì cái khả năng hiểu biết chứa và bảo trì này, nó làm cho tâm thức kém bén nhạy, cái sự mẫn cảm không có mặt, cái không gian của tâm hồn nó bị chật hẹp. Do vậy tri thức nó một phần ảnh hưởng đến cái khả năng tu học của chúng ta. Dĩ nhiên không có cái trình độ tri thức thì cái khả năng nhận biết của mình nó rất là hạn chế, nhưng mà cái tri thức này nó sẽ là một cái kiếm cực kỳ bén khi ta có nó trong tay, mà tâm hồn ta vẫn thoáng đãng, không có những cái kiến chấp về khả năng tri thức của mình, thì gọi đó là người thông minh và có tự giác. Đơn giản một điều, tôi nói chuyện này rất là nội bộ. Ví dụ như các vị mà lỡ làm đệ tử của một ông thầy giỏi, tự nhiên các vị có một cái niềm tự hào mình là đệ tử của vị thầy kia.
giỏi là một, có đạo hạnh là hai, nổi tiếng là ba. Tức khắc là ta chỉ có một lỗ tai để nghe về cái hướng đó mà thôi, giống như một loài ngựa bị che hết con mắt hai bên, ta chỉ thấy một phía trước. Nếu mình có một cái thành kiến, một cái tấm lòng yêu thương vị thầy của mình thì mình giống như thế. Nghĩa là cho dù giáo lý tuyệt vời chúng ta đang tu là giáo lý đạo Phật, nhưng mà hãy coi ấy như là một cái phương tiện, một chiếc bè, cởi trên cái chiếc bè này để đi qua sông, mà đừng có đội chiếc bè này trên đầu hoặc trên vai. Đó là người trí tuệ, có tuệ giác. Bằng không như thế thì mình chỉ là người trí thức mà chưa phải là người thông minh. Hai cái này nó khác nhau. Và chúng ta chứng kiến rất là nhiều quý thầy, quý sư cô. Phật tử thì chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà quý thầy, quý sư cô mà có một cái phúc duyên may mắn mà xuất gia với những vị thầy giỏi, tự thân của những vị đó trở thành những cái loại kiêu mạn tăng rất là khó chịu. Họ làm như là trong đất trời này chân lý gom gì hết cho vị thầy họ, không dành cho ai cả. Và họ bịt lỗ tai lại chỉ nghe mỗi một vị thầy họ nói mà thôi. Mà thưa, hào quang của thầy là của thầy, chứ đâu phải hào quang của thầy là của mình. Cái khả năng anh tu mới là quan trọng, chứ đâu phải thầy anh giỏi để anh tự hào. Thế mà có lắm con người trên trần gian này tự hào về thầy của mình. Cái điều nhục nhã nhất là không dám tự hào về chính mình mà đem thầy mình ra dọa thiên hạ. Đây là cái điều sỉ nhục nhất mà trong giới thầy tu thường mắc phải. Nếu mà mình rủi ro mình có được ông thầy giỏi nên giấu đi là hay nhất, là rõ ràng là người đó có liêm sỉ. Mà mình có một vị thầy giỏi đỡ đầu cho mình mà mình khoe là người không có liêm sỉ chút nào cả, theo tôi nhìn thiển cận là như thế. Và thưa đại chúng, là cái cản trở của tri thức này nó làm cho chúng ta, tâm thức chúng ta hạn chế, chật chội, không có không gian. Ví dụ như trong thế gian mình học đến một cái học vị nào đó mà mình cảm thấy đủ rồi, mình tự hào và bằng lòng với những cái mình đã có, là tức khắc anh bị dừng lại, bị đào thải, không hề tiến bộ được. Có một lần chúng ta chia sẻ với nhau, văn hóa nó là một bánh xe lăn, nó không dừng bao giờ. Mỗi một ngày qua, mỗi một chu kỳ hay là mỗi một thập kỷ, nó có bao nhiêu từ bị đào thải, bao nhiêu từ mới phát sinh. Từ thôi, còn ngữ nghĩa của nó là khác nữa. Cái phong cách viết bây giờ nó khác cái phong cách viết của cái thời Tự Lực Văn Đoàn ấy chứ, có phải không? Cái cách trình bày khác, và cái truyện ký đơn giản, cái mặt cả nhất để thưởng lãm bình thường thôi, mà cái văn phong của Mỹ khác, văn phong Việt Nam khác, và cái sự trong sáng của từng vùng văn hóa một nó khác nhau. Rõ ràng là nó là một bánh xe luôn chuyển động. Cây mà không lớn là rễ cây có vấn đề. Một là nó chết, hai là nó dần dần chết, chứ không thể có cái sự tồn tại nào mà không phát triển cả. Không có cái sự tồn tại nào mà không di chuyển, không lớn lên cả. Thế mà tri thức của ta nó dừng lại ở một chỗ, cái học của ta nó bám cứng vào một vị thầy. Thế thì ta là cái hiện tượng của cái cây không lớn rồi, là cái sự có mặt của cái mầm quỷ quại ở trong cái gốc của thân cây. Chắc chắn là bị thui chột tri thức, bị loại trừ và không thể phát triển được về đời sống tâm linh. Cho nên phước đức thay cho những người không có một ông thầy giỏi để tự hào. Tôi nói như thế không biết có đụng chạm gì các vị hay không. Thầy các vị đều giỏi cả. Thầy của tôi là một ông thầy rất nhà quê. Thầy tôi chưa bao giờ gọi tôi một tiếng bằng con, vì thầy bổn sư tôi ngày xưa. Nhưng mà thưa, trong suốt cuộc đời đi tu, tôi từng học với những vị thầy giỏi từ Việt Nam vòng quanh cho tới đặt chân lên đất Mỹ này. Tôi chưa hề thấy ai dễ thương bằng các ông thầy nhà quê cục mịch kia.
không biết gọi đệ tử bằng con, chỉ kêu bằng mày thôi. Và nói như thế để thưa đại chúng biết một điều rằng, có khi cuộc đời mình lớn lên, mình trưởng thành, mình biết được rất là nhiều điều, là không phải nhờ vị thầy giỏi đâu, mà nhờ cái gì? Nhờ cái tâm thức rất ư là khiêm tốn, tự thấy mình lúc nào cũng cần cầu học cả, chứ không phải là ở cái tâm thức tự hào và kiêu ngạo. Cho nên cái điều cạn đầu tiên chúng ta đánh giá tuệ giác với tri thức, hai điều khác biệt là thế này. Một cái là trao cho ta sự mẫn cảm, nhẹ nhàng, khiêm tốn và tâm hồn mênh mông, thoáng đãng, mở rộng. Một cái thì nó trao cho ta cái sự kiêu ngạo vô lý, cái sự chật chội với tâm thức, cất chứa tích cóp. Và điều này nó tố cáo một cái sự bệnh hoạn của tâm thức mà thôi. Thưa, ở trong cái câu kinh Pháp Cú này phân định là chỉ người có trí mới điều phục được tâm. Các vị thử nhìn cái người có trí đầu tiên đã từng điều phục tâm như thế nào. Tức là người xưa. Thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn được gọi là Điều Ngự Sư, là thiện thệ, đức thiện thệ, đức điều ngữ sư. Điều ngữ sư là khéo điều phục. Khéo điều phục không có nghĩa là điều phục người bên ngoài, mà khéo điều phục có nghĩa là người điều phục được tự tâm của mình, gọi là khéo điều phục. Thiện thệ là khéo vượt qua. Vượt qua cái gì ạ? Thưa, vượt qua cái phiền não, cái khổ đau, cái ưu tư, cái tâm thức rối bời bời của mình, mà mình khéo vượt qua được, gọi đó là thiện thệ. Có một hôm Hoàng đế Đức đi vi hành trong nhân gian, và dĩ nhiên ban đêm cho nên ông đi, ông không thấy đường, ông đụng phải một anh chàng. Nhà vua rất là bực mình, trận mắt ngó thì cái thằng này là cái tên này là cái tên ăn mày thôi, chứ mi là ai mày mi đụng ta. Tên kia nó trận mắt ngó lại, ta là hoàng đế. Cái ông cười ha ha ha, mi là hoàng đế à? Nó đúng, ta là hoàng đế. Nhà vua hỏi chứ vương quốc của ngươi đâu, vương miện của ngươi đâu mà ngươi nói ngươi là hoàng đế? Thì cái tên ăn mày nói, ta là hoàng đế trị vì vương quốc của chính ta, ta đổi vương miện cho chính ta và ta làm hoàng đế cho chính cuộc đời ta. Và nhà vua cúi đầu khâm phục cái anh chàng kia. Thưa, cho dù mình là hoàng đế nhưng mình vẫn là cái ăn mày. Thưa, tại sao? Điều thứ nhất là cho dù anh có là người giàu, anh có là người đứng địa vị cao nhất trong xã hội, nhưng mà cái điều quan trọng không phải là địa vị cao và sang cả. Tại vì cao hay sang cả, anh vẫn là chiếc trống trống, bị gió thổi quay qua rất là nhiều chiều, bị nỗi buồn, bị niềm vui, bị cái sự tham lam, hờn giận, ganh tị, ghét ghen, nó dày dò và nó đảo loạn thân tâm anh. Anh vẫn là người không tự chủ, cho nên gọi anh là cái ăn mày. Trong khi cái tên kia, hắn vốn là cái ăn mày thực sự, nhưng hắn là người ngự trên chính cái ngai của hắn. Hắn tự chủ được niềm vui, nỗi buồn, cơn tham, nỗi giận, vân vân, là con người trị vì được vương quốc của chính mình, cho nên hắn tự hào hắn là hoàng đế. Điều này không sai chút nào cả. Và thưa, trở lại vấn đề, người xưa điều phục tâm, điều phục chính mình và khéo vượt qua cái bờ sông của sầu khổ, phiền não, khổ đau của tự tâm. Và vượt xa hơn, nghĩa là vượt được cái dòng sông của tử sinh cuồn cuộn chảy, gọi đó là bậc thiện thệ, gọi đó là bậc điều ngự.
Và có một câu hỏi ta đặt ra là tại sao phải người có trí mới có thể điều phục được tâm? Thưa đại chúng, là ở trong cái bệnh viện đời thường thôi, trong cái lĩnh vực vật lý thôi, để làm được, để tập cho thành một lực sĩ có thể nhìn đẹp tốn bao nhiêu công phu à? Đâu phải là tập 5 ngày bỏ mà có thể thành một lực sĩ có thể hình đẹp được, có phải vậy không? Cái đơn giản nhất là về cái mặt vật lý cạn thôi, muốn có một cái hình hài rắn chắc đẹp đẽ như cái pho tượng thần Hy Lạp thì anh phải tập từng ngày, từng ngày, từng ngày một, để chạy được marathon và vượt được bao nhiêu con người. Anh không phải chạy một năm mà được, anh có thể chạy rất là nhiều năm. Trong cái lĩnh vực vật lý, người ta còn đầu tư cái sự thông minh và kiên nhẫn là như thế. Và tôi có thể dạy cho anh về nghề nọ, nghề kia, vân vân. Nhưng mà về cái lĩnh vực nghệ thuật, chạy được không ạ? Không. Bằng chứng một điều là tôi rất là mê nhạc. Tôi học hoài mà học không được. Tôi rất là thích hát. Tôi hát ca khang cổ mà tôi vẫn hát không hay. Tại vì cái lĩnh vực này nó đòi hỏi người ta thứ nhất là phải có cái gì? Phải có năng khiếu là một, phải không? Và cái lĩnh vực nghệ thuật nó đòi người ta phải có năng khiếu. Đâu có đơn giản anh cầm cái cỏ anh quẹt lên tấm vải mà thành một bức tranh. Anh phải có cái năng khiếu về hội họa. Và người ta có thể dạy cho anh cái nguyên tắc về cầm cỏ, pha màu. Nhưng mà người ta không thể dạy cho anh được cái điều quan trọng, đó là làm nên một tác phẩm vĩ đại về nghệ thuật. Một cái tác phẩm lớn và có hồn. Có nghĩa là làm thế nào cũng cái con mắt đó, mà con mắt trong tranh của người họa sĩ đặc biệt kia thì giống như mình đi phương nào con mắt nó cũng nhìn theo. Mà mình cũng họa cái con mắt của người đó, nhưng mà họa rồi thì con mắt trở thành con mắt chết. Nó trợn ra mà nó không nhìn theo bao giờ, không sống động. Cùng một bức tranh mà dạy được người ta làm được bức tranh là chuyện dễ, dạy thành một bức danh họa là chuyện khó khăn. Nó đòi hỏi cái nghệ thuật chứ. Và những cái này còn có thể học được, còn có thể truyền đạt được. Với ngày dài tháng rộng, ta có thể làm cho một người từ cái bản chất chưa có nghệ thuật trở thành người có nghệ thuật chút chút. Nhưng mà cái chuyện điều tâm, thưa đại chúng, là có dễ làm không? Không. Tôi thách không có ông thầy nào dạy học trò giỏi được cả. Tại sao? Trong cái đám học trò tôi có những đứa học trò rất là giỏi. Nó tới nó cảm ơn thầy: con nhờ học với thầy cho nên con trở thành người nổi nhất ở trong cái nhóm sinh viên của trường, cái nhóm sinh viên của trường cao cấp Phật học. Mình mỉm cười, mình nói thầy nói điều này không phải là khiêm tốn mà thầy nói rất là thật. Cái bản chất giỏi là bản chất của con, thầy không hề có một cái công nào cả. Tại sao? Nếu mà thầy giỏi được thì thầy giỏi thì dạy mấy thằng thật cùng không có trí kia mà nó giỏi như con mới gọi là ông thầy giỏi, có phải không? Tự thân anh đã có cái phẩm chất của cái giỏi, cho nên cái sự khiêu gợi của mình và con người kia phải nỗ lực cá nhân rất là lớn lao để có thể vươn lên và thành người giỏi. Và không hề có ai tự hào mình là người giỏi dạy cho người kia được bao giờ. Cái giỏi là tự con người kia người ta vươn lên mà thôi, tự cái phẩm chất của người ta có sự thông minh. Chứ nếu anh giỏi thì anh có thể dạy cho người mất trí mà giỏi thì mới gọi là thầy giỏi. Chưa hề có một thầy cô nào dám tự hào mình là người dạy giỏi cả. Mà cái giỏi là đã có mặt trong người học trò kia. Và thưa đại chúng, cái con đường điều tâm này nó khó là bởi vì ai nhìn được lòng ta? Không ai nhìn ta bằng ta nhìn ta cả. Tâm thức mình nó bỏ mình, nó đi chơi biền biệt, ai thấy? Các ông thầy phàm phu tục tử lục lục thường đồ, và cho dù cho bậc đạo sư lớn cũng chưa hề nhìn thấy tâm ta. Và ví dụ như ông rủi mà ông nhìn thấy thì ông làm gì?
Ví dụ như tôi mà có tha tâm thông, tôi nhìn thấy lòng các vị đang nói gì, tôi có dám nói là tôi có tha tâm thông không ạ? Đố hề dám nói. Đây là điều Phật cấm. Anh mà tự hào anh là người chứng đắc, là người thành đạt, là người có quả vị, anh lạc vào cái tội đại vọng ngữ. Cho nên không hề có một bậc thầy nào mà đó là con có căn tu mà con tu sẽ thành này thành kia, đều là những ông thầy lừa gạt cả. Ông thầy thật thà nhất là ông thầy đó, tôi không biết gì về anh hết, giống như tôi là loại thật thà đây. Thưa đại chúng, là dĩ nhiên tôi đùa thôi, nhưng mà có điều trở lại là thế này. Thưa các vị, là không hề có ai mà canh chừng ta từng phút từng giây trong cái sự tu tập của chính ta cả. Từng cái khởi niệm của tâm hành mình biết, có phải không? Rồi những cái lúc mà mình thả lòng mình bồng bềnh đi về cái nẻo xấu ác mình biết, có ai biết bằng mình? Những lúc mình chánh niệm rõ ràng mình biết, và những lúc mình thất niệm mình biết. Do vậy cái khả năng điều phục tự tâm là khả năng dành cho mỗi con người chúng ta, chứ không hề có một ai giỏi mà có thể giúp ta làm được công việc này cả. Chưa hề có một vị Phật nào mà có thể xách tay người này bỏ lên tòa sen, xách tay người kia bỏ qua cõi nước khác. Chưa hề có. Bản thân nghiệp lực của từng người, tâm thức của từng người, anh hãy tự điều phục lấy. Và con đường tử sanh mênh mang này, nó chỉ dành cho những con người có đủ cái đam mê, cái nhiệt tình tu tập và có trí tuệ thì mới cắt đứt được dòng chảy tử sinh thôi. Cho nên ta nhớ một điều, chuyện tu ở cái bình diện cạn thì mình đến với đạo cho vui, nhưng mà ở cái bình diện tột cùng của sự tu tập thì phải là con người rất là kiêu hùng, có cái chí sông trời thẳm mới có thể thành đạt được cái con đường tu. Thiền sư Ngộ Ấn của Việt Nam có một câu là Nam Nhi tự hữu sung thiên chí, hữu hướng Như Lai hành xứ hành. Những con người mà chí khí lớn lao muốn đi con đường tâm linh thì phải là những con người đi thẳng lên trời cao, vọt lên trời cao, chứ không thể là những con người bước từng bước theo đức, theo bước chân của Đức Như Lai. Tại sao? Thưa, nói cái điều đó không phải là một người ngổ ngáo và kiêu ngạo, mà đây là điều rất là thật. Mỗi con người sinh ra cuộc đời chưa hề có ai giống ai mặt mày dốc dáng, cho nên chưa hề có hai con người cùng một nghiệp lực, cùng một tâm thức giống nhau. Và nếu đã là mỗi con người là một cá nhân tự hoàn thiện thì con người đó sẽ có con đường riêng của họ, mà chưa hề bắt chước được một ai để hình thành cái phẩm chất của mình cả. Có phải vậy không? Ta khác với người, cho nên niềm vui của ta khác, cảm nhận của ta khác, cùng nhìn về một bông hoa, nhưng mà người ta thấy khác, mình thấy khác, đâu hề giống nhau. Tôi ví dụ như cùng coi phim những trận bóng đá, nhưng mà mình chưa có thâm nhập vào lĩnh vực bóng đá thì cái lỗi việt vị của anh chàng kia mình làm sao biết. Mình thấy nó chạy lao sao bao nhiêu chục người giành một trái bóng, mình được cười, nó mắc gì phải giành nhau cực vậy, mỗi người mua một trái bóng đá không sướng hơn. Và cái người có cái trình độ về bóng đá thì người ta biết đây là lỗi việt vị, có phải không? Nghĩa là mình thưởng lãm sâu hơn nhưng mà vẫn thua anh chàng trọng tài. Anh trọng tài anh không phải thấy một người mà anh thấy luôn 24 con người chạy trên sân cỏ. Một người bình thường như mình nghe âm nhạc, mình chỉ nghe được cái tiếng ồn rập rình mà không hề phân biệt được, trong khi một anh nhạc trưởng ảnh điều hành một dàn nhạc violon 50 cây đàn, nhưng mà cái cây đàn nào âm sắc trầm, cái nào âm sắc bổng, ai đàn lỗi nhịp ảnh nghe ảnh biết. Cho nên rõ ràng là
Tùy cái trình độ của từng con người, chúng ta có những con đường đi đến với đạo khác nhau vô cùng, mà không hề bắt chước theo con đường đi của Đức Thế Tôn để thành đạt. Cho nên người điều phục tâm là người làm thầy của chính mình, chứ không hề có ai làm thầy cho ta được cả. Và do vì cái con đường này nó đòi hỏi một cái nghệ thuật tinh vi là như thế, tự mình chiêm nghiệm học tập tâm thức của chính mình, cho nên phải là người có trí mới có thể điều phục được tâm là như vậy. Nó không thể dành cho tâm thức thụ động chật chội trì nặng không có không gian và nhiều cố chấp mà có thể đi con đường tâm linh là như vậy. Thưa các vị, là để điều phục được tâm, nó đòi hỏi yếu tố thứ nhất là chúng ta phải có một cái niềm đam mê đối với sự tu tập rất là lớn. Cái thứ hai là mình phải có một cái tâm hồn hiền diệu. Mình mà rất là bạo động, đam mê nó thường đi kèm với một cái bạo động. Niềm đam mê càng lớn thì cái sự nóng nảy và bạo động nó càng có mặt. Và đặc biệt trong đạo là đam mê tu nhưng mà ta không bạo động, không nóng nảy. Tại vì mình ham muốn, mình nóng nảy, mình muốn diệt vọng tưởng nha mau, đó là một cái bệnh rất là nặng mà phần lớn người tu chúng ta mắc phải. Cho nên đam mê nhưng phải có một cái tâm hồn rất là hiền diệu, không có bạo hành, và không gian của lòng phải rộng thênh thang, không có những cái thành kiến. Đó là cái yếu tố đầu tiên, cũng là yếu tố căn bản để chúng ta có thể đi vào cái con đường điều phục tâm. Tất nhiên là còn rất là nhiều vấn đề chúng ta chia sẻ, chắc là mình dừng ở đây. Hẹn ngày mai có dịp chúng ta chia sẻ tiếp những vấn đề này. Rồi xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe mà không buồn ngủ, có phải vậy không? Tại tôi lao quá nên các vị đâu ngủ được. Thôi thì mình chấp tay hướng đi rồi. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều.